Ông Tô Điện đang chạy bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt. Có khoảng 6 giờ 45 phút ngày 21 tháng 4 trong lúc di chuyển trên cầu vượt Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An một chiếc ông Tô viết tá em của hãng VinFaxi của người dân bất ngờ bốc khói rồi bùng cháy. Ngay lập tức người đi đường nhanh chóng hô hoán, ra hiệu lệnh dừng xe để thông báo cho những người đi trên ông Tô biết. Sau một thời gian, ngọn lửa bùng phát và thiêu cháy phần đầu chiếc xe. Trước sự việc diễn ra quá nhanh, những người có mặt tại đó đã chạy vào nhà dân. Công ty gần đó tìm kiếm bình chữa cháy để dập lửa sau khi mượn được bình cứu hỏa một số người đi đường tiến hành tháo chốt để dập ngọn lửa đang bốc cháy từ đầu chiếc xe tuy nhiên ngọn lửa bốc cháy quá nhanh khiến mọi người bất lực được biết thời điểm chiếc xe xảy ra cháy có ít nhất một người trên chiếc xe này hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ